Ngày 7 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở công ty cổ phần địa ốc Alibaba được dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 6 tháng 1 năm 2023. Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc công ty Alibaba, em trục Luyện, Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện và Lĩnh, Võ Thị Thanh Mai, vợ của Luyện và 18 bị can bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục. Riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ. Bên cạnh đó có gần 5.000 người tham gia tố tụng, gồm 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Để phục vụ cho phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dựng trạp, chuẩn bị ghế, quạt, lắp loa, trang bị màn hình lớn ở sân tòa. Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, để đảm bảo các đương sự được tham gia trình bày ý kiến tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về thời gian tham gia phiên tòa. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022. Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba ở các lĩnh vực bất động sản, vận tải. Những công ty này được Luyện cho người thân, nhân viên thân tín đứng tên. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án ma làm mồi nhử.